kiểu là khối mềm mà mình để vô túi xách đồ không sợ bị gãy nha. Cái này của nó cũng như cái băng đô vậy, co giãn rất là thoải mái, to đầu to nhỏ vẫn đội được nha. Đội lâu nó cũng không bị siết, không bị hằn đâu nha. Mình đi chơi mình đội cả ngày luôn, cảm giác cũng rất là dễ chịu. Mình chụp hình tự sướng, mình cột tóc cao, mình không sợ bị hư tóc hay gì hết ha. Đi chơi đội rất là tiện lợi, và mình đi tập thể dục đội cũng được nha. Đi tập thể dục đội đó thì mình không có bị hầm đầu, thay vì mình đội nón kết, mình che nắng, mình đội cái này che nắng nó hay hơn. Tại vì hai bên đây nó xuống tới đây nè, cũng che được hai bên má của mình. Khi mình muốn che được nhiều thì mình cứ cúp nó xuống đó. Cái này rất là dễ đội nha, màu nâu rất là dễ phối đồ ha. Màu nâu, màu nâu nhạt, nâu đậm hay màu đen cũng rất là dễ phối đồ ha. Ba màu giá chỉ có